Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Xe Tải Bình Thạnh. Thì bạn là nhân viên tư vấn của bên công ty Tính Bình Thạnh, chuyên phân phối tất cả các dòng xe tải chính hãng như liên danh từ 1.4 đến 15 tấn. Thì quý anh chị nào có nhu cầu cần hỗ trợ hay đảo bất cứ dòng xe nào thì cứ liên hệ số điện thoại mình có để bên dưới để mình có thể hỗ trợ quý anh chị cách tốt nhất. Thì trước hình ảnh của quý anh chị đây là mẫu Hino series là 500 thùng và rẽ 6. Thì dòng này là dòng 15 tấn, 3 chân. Đó, thì quý anh chị có thể thấy được những cái hàng mặc áo xanh. Thì cái xe khách cũng áo xanh luôn, rất là có duyên ha. Thì sẵn đây Hoàng quay giới thiệu cho quý anh chị về đánh giá chi tiết của phần ngoại thất của xe, nội thất và thiết kế thùng như thế nào, có thể là có phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý anh chị hay không. Và dòng này là được biệt danh của mấy anh tài tài xế đặt là vua trên mọi cung đường. Thì lý do tại sao nó được biệt danh như vậy thì sẵn đây Hoàng sẽ đánh giá cho quý chị về phần tổng quan ngoại thất. Thì nó gồm cái là cái C500 ký hiệu ở đây và tải hình Hino. Còn đây là cái Hino nè, cái mạ rôm nè. Đó, được trang bị là hai cụm đèn xi nhan hai bên, cụm đèn chiếu sáng và cụm đèn sương mù ở ngay phần mặt ga lăng phía trước. Đó, còn đây là phần ốp để giúp làm mát động cơ, bảo vệ động cơ trong những chuyến hành trình dài mà nhìn rất là hầm hố, nhìn rất là bự. Hoàng đứng kế bên cái dòng xe cabin này mà như kiểu người tí hon vậy đó. Đó, quý vị thấy là rất là bự ha. Còn cái phần về cái phần này thì Hoàng không biết là thiết kế để làm gì, thì Hoàng nghĩ là chắc thiết kế để cho anh bác tài nào mà mình chăm xe thì mình đứng lên vậy sao mình lâu cửa kính đó, hoặc là như vậy, chứ Hoàng cũng không nghĩ ra cái này để thiết kế làm cái gì nữa. Thì sau đây về phần tổng quan cái phần về phần thùng xe thì được trang bị là cụm xi nhan phía ngay chỗ cánh cửa xe ra vào. Đó, gương là gương 2 tầng rất là bự. Đó, bật gác chân dưới đây và cỡ lốp là R156 gồm có 3, 6, 10 cụm tắc kê và cỡ lốp bánh là 1100R20. Đó, về dòng xe, về dòng Hino 5 tấn này thì trang bị là công nghệ R4 khác đây, rất là bự, rất là ngố ha. Và chiều ngang nó dài hơn chiều cao là được 2m3 và chiều cao được 2m1. Thì cái mẫu xe này được bên Hoàng đóng cho anh khách là theo thùng và tiêu chuẩn của anh Hoàng luôn. Đó, tay khóa bản lề là làm bằng inox, vách ngoài inox nè, đúng không ơi. Phần ốp trụ đây, ốp thùng đây làm bằng inox luôn. Đó, rất là chắc chắn, nó nhìn rất là đồ sộ ha. Thì bình dung tích nguyên liệu của dòng xe này được là 200 lít và cái động cơ của nó là lên đến là 7.6 và 280 PS. Đó, 7.6 rất là mạnh ha. Và bình ắc quy được trang bị là hai bình cỡ lớn. Đây, phía bên đây. Hai bình. Đó, còn phần đàn ngang này dọc phía dưới được bên Hoàng làm cho anh khách hàng là 5 ly. Đó, rất là chắc ha. Rất là đồ sộ. Còn cái phần mà về hai bên thùng được làm là 3 cụm đèn hông, hai bên luôn. Hai bên. Còn phần biên là mặt sắt nè, những cái tiêu chuẩn bên Hoàng sắt, biên sắt, khung bao bẩn sắt, nhãn sắt, khung siêu nhường heo bằng sắt luôn. Đó, những thứ tiêu chuẩn bên Hoàng. Còn đa số còn lại là bên Hoàng thiết kế ra thế này hết. Đây cỡ lớp, phía sau mình không, về nóc nè. Đây P32 nè. Đó, khá là đồ sộ. Còn đây, phần dưới đây là phần bánh dự phòng của xe. Đây, được trang bị một bánh dự phòng như về xe luôn, của dòng xe Hino cao cấp. Đó, còn đây là phía đằng sau của dòng Hino 15 tấn này. Thì nó được thiết kế là gần là 7 bẩn. Đó, biên theo khóa bản lề, biên bằng sắt, có lề bằng inox và khung màu đèn được bao bọc bằng sắt. Bên này một cho anh cái này là ốp trụ inox luôn, cản và cản sắt. Thì sẵn đây Hoàng quay video giới thiệu về phần tổng quan phía bên trong cho quý anh chị khách hàng mình xem qua để coi thử là thiết kế bên Hoàng đóng cho khách hàng phía bên trong là như thế nào. Cái thiết kế cái thùng á, mình có thể thiết kế hai dạng, là một dạng là mở hai cửa hoặc là dạng mở vỉ. Thì anh khách hàng bên Hoàng đóng là dạng mở vỉ như thế này đây. Đây, có một cây chống ở đây, mình mở cây này mình đóng vô cái phần phi ở đây là được. Đó, có một phi đóng lên. Rồi thiết kế 7 bậc, sàn làm bằng sàn kẽm nè. Đó, dày do là 3.5 ly. Khung xương là khung xương G48 được thiết kế là bằng sắt phi. Đó, phía phần bên trên. Còn đây là cái phần bên trong là tôi đang chuẩn, phần tiêu chuẩn bên Hoàng là như vậy.
còn phần mặt phía trước, phía trước của xe mình nhìn phía trước được làm bằng tô lê kẽm luôn đó. Thì tổng quan sơ lược về cái thùng thiết kế tiêu chuẩn thì cũng vậy thôi. Thì sẵn đây mình quay giới thiệu về cái thùng tổng quan nội thất của xem thử là nó có gì đặc biệt cũng như là nó có cái thiết kế gì nổi bật hay không. Thì nó đang được rất là nhiều khách tài ưa chuộng trong phân khúc là Hino 15 tấn, nó chạy trên mọi nẻo đường luôn. Thì sẵn đây mình quay video giới thiệu cho quý chị xem, giới thiệu phòng nội thất. Thì cảm nhận đầu tiên khi Hoàng ngồi trên chiếc xe này thì rất là rộng rãi, bự, to mà đầy đủ tiện nghi luôn đó. Phần về cái đánh giá phía về mặt đằng trước đi đó, thì máy lạnh chay đồ đầy đủ hết, theo xe hết rồi. Hộp số nhìn là rối luôn khách tài, anh chị khách hàng mà các bạn mà nhìn vô là rối luôn đó. Cái anh mà chuyên dụng mà dùng theo hộp số này thì mới được thôi, còn em thì em chắc như mới bán xe mà em nhìn cái này em còn rối nữa mà đó. Thắng tay đó, thắng hơi, còn cụm đồng hồ trung tâm đầy đủ, nói chung là trang bị đầy đủ hết, ví dụ như là tiết kiệm về thắng nhớ, chỉ số độ đầy đủ, nói chung là cơ bản theo xe hết. Vô lăng hai chấu thể thao nè đó, máy lạnh, chỉnh radio đầy đủ. Nếu mà anh tài nào có tài chính hơn, mình thiết kế thêm cái màn hình đây là thiệt là tuyệt vời đó. Còn phần trên đây là hộc nè, hộc chứa đồ, đựng đồ nè đó, hai hộc phía phụ cũng có luôn, và hai cụm đèn, đèn phía trên đây nữa đó. Và cái giỏ giường nằm này thì để Hoàng nằm thử cho quý anh chị xem nhé. Quý anh chị xem cái phần giường này thì Hoàng cao được là 1m7 thì Hoàng nằm rất là thoải mái đó, rất là thoải mái 1m7. Ở đây có trang bị cho mình một cái rèm nữa đó, anh chị có thể gắn rèm đây mình che lại đó. Thì tổng quan nó vậy thôi đó. Về phần ghế được trang bị là ghế nè, ghế da nè đó. Thì quý anh chị nào mà mình cần hỗ trợ hoặc là mình muốn tham khảo dòng xe này á thì cứ liên hệ qua cho Hoàng để Hoàng có thể hỗ trợ cho quý anh chị và khách hàng có thể xem được cái mẫu xe này trực tiếp đó, cũng như là mình biết được thêm bảng giá và cũng như những chương trình ưu đãi mới nhất của bên công ty em. Thì quý anh chị nào thấy hay thì cho em xin một like và một chia sẻ và một subscribe, nút đăng ký để em có thể làm những video chất lượng hơn để phục vụ cho quý anh chị. Thì cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mà muốn tham khảo dòng xe này hoặc là tất cả các dòng xe về chính hãng cho nó liên danh thì cứ liên hệ qua cho Hoàng, qua số điện thoại Hoàng có để bên dưới để Hoàng hỗ trợ cho quý anh chị khuyến mãi nha, ưu đãi. Đặc biệt là những khách hàng mà mua qua kênh YouTube của Hoàng thì sẽ được hỗ trợ ưu đãi tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Thì quý anh chị mà cần review dòng xe nào thì cứ liên hệ, cứ nhắn tin phía bên dưới comment để Hoàng có thể ra những video để phục vụ cho quý anh chị mà mình tham khảo. Thì xin chân thành cảm ơn và hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo.